Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nhé. Hôm nay em Toàn có một em bình sắt chư ma đây mọi người. Đấy, em bình này rất là đẹp luôn. Có hai cái quai vàng đầu dòng ở cổ bình này mọi người. Rất là đẹp luôn. Hai quai này nếu mà ví dụ mà mình cắm hoa ấy mọi người. Mình cầm này mình bê lên này mọi người này. Đấy, rất là ok luôn, rất là chắc chắn. Tình trạng bình lành tít nhé mọi người nhé. Đấy, mời các bác xem này, hai quai này vẽ vàng nhé mọi người nhé, không bị chảy xước một tí nào luôn mọi người ạ. Đấy, khá là đẹp luôn. Em đo kích thước nhé mọi người nhé, chiều cao của nó là 34 nhé mọi người nhé, chiều cao 34, nó vào khoảng 34,5 đấy mọi người, 34 đi, chiều cao 34. Miệng của nó 16 nha mọi người nhá. Miệng 16. Men dạn rất là đẹp luôn. Chiếc này chiếc của sáp nhá mọi người nhá. Bụng của nó 95 nhá mọi người nhá. Đấy, bụng 95 này. Bụng khá là to luôn. Hàng rất là đẹp đây, em cho các bác xem mấy chuyện này. Thôi rồi. Đây các bác. Đấy, thấy chưa? Chuyển sáp nha mọi người nhá, chuyển dấu cộng luôn, chuyển chữ thập rất là đẹp luôn. Men dạn đây các bác xem này. Đấy, rất là đẹp. Ở dưới này nó có tô điểm màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, men dạn. Đây, em quay họa tiết cho các bác xem. Chiếc bình này nếu mà để về mình trưng bày cũng đẹp, mà để cắm bông rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Khá là đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà ưng sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Thôi, em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây mọi người. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá.